Tôi thiệu còn mấy cái ống đạp nước siêu tốc rồi con, dành cho bơm lưu lượng nước lớn nè, chống ngập úng hay chống khô hạn nè. Bơm lưu lượng lớn á, ống nhỏ nhất bên em là 24 hay 23 nghe. Cái máy động cơ nó kéo khoảng 4 ngựa, động cơ dầu, 5 ngựa động cơ xăng, 3 ngựa motor điện là kéo được rồi. Đây là bơm được siêu tốc hai nòng, đây nòng trong và nòng ngoài các bà con, nòng trong đây, nòng ngoài đây, vô ra bằng nhau, chỉ có nòng trong là nhỏ hơn. Tùy theo máy tua chậm tua nhanh mà sản dịch cho phù hợp nha. Nếu mà tua nhanh thì sản dịch hai cánh nè, tua chậm sản dịch ba cánh nè ha bà con, nhớ cho gắn giữa nằm trong này nha, rất là dễ xài. Đây là ống đập nước siêu tốc. Với bà con nào mà xài máy nước thì có ống nước đưa lên nè, máy dầu mà bơm nước có xài bằng nước vô ga là đây, còn không có thì có cái quay nè, dễ xài lắm bà con. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đây cái lá này giúp hướng dòng đi xa hơn, nhờ cái cánh hướng dòng này bà con, có này sẽ là chặn nước đây sẽ đi thẳng đường là đỡ lắm này. Bên em gọi là ống đập nước siêu tốc nha. Đây nằm trong nằm ngoài con thấy không đó. Rồi mình gọi sẵn là 2 tấc 4 2 tấc 6 2 tấc 8, 3 tấc 2 3 tấc 4 3 tấc 6, thì theo cái cỡ bà con đặt cho phù hợp nha. Đó đây là những mẫu có sẵn bên em á, là gọi là ống đạp nước siêu tốc đó mà. Rồi con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Là ống đạp nước siêu tốc dành cho máy motor điện là 2,2 kg, tức là 3 ngựa đó. Máy xăng khoảng 5 ngựa, máy dầu khoảng 4 ngựa là được rồi. Thì theo kích cỡ con đặt cho phù hợp nha. Khi mà con mua mà con nhớ có đo tiếp lắp bao nhiêu nha, 49, 42, 34 thì theo con đặt cho phù hợp. Còn máy nước mà con lấy máy này không có nước vẫn lấy được, để dành nó sau này có xài gì xài. Rồi bà con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đây là số ống đặt nước siêu tốc nha bà con.